Ôi trời ơi, đâu, cái khối u đâu mất tiêu rồi ta. Vinh nè, Vinh cười các bạn, Vinh đang mỉm cười này nè. Dạ dạ, rất nhiều bác sĩ anh. Bao nhiêu, bao nhiêu? 10 hả? 10 bác sĩ tham gia luôn. Giây phút hồi hộp của cô ca sĩ nghèo. Cô ấy đang cần các bạn động viên. Kính thưa các bạn, rất nhiều khán giả Độc Lạ Bình Dương đang quan tâm về câu chuyện Độc Lạ Bình Dương hỗ trợ em Vinh đây phẫu thuật lấy lại một nhan sắc bình thường. Thì hôm qua là Phú đưa em Vinh nhập viện, và cả ngày hôm nay thì Phú đang rất là hồi hộp xem thử cái kết quả thực hiện hàng loạt các xét nghiệm của em Vinh thì như thế nào, em có đủ điều kiện, đủ sức khỏe để ngày mai phẫu thuật hay không. Trước đó thì khán giả đã hỗ trợ cho em ấy 100 triệu rồi để cho em ấy bước vào ca phẫu thuật. Liệu thì em ấy có phẫu thuật được hay không, thì hôm nay Phú mời các bạn nghe kết quả nha. Hồi sáng giờ em thực hiện nhiều cái xét nghiệm rồi đúng không? Dạ, xong hết rồi. Xong hết rồi? Dạ. Thì kết quả sao em? Kết quả là tốt hết trơn, mổ được. Ông nói là mai là phải lên ca mổ. Mai lên ca mổ? Dạ. Mà sao anh nhìn em buồn dữ vậy? Buồn tại ông nói là lên ca mổ xong, không phải là xong đâu, còn mổ xong được vài lạnh được vài tháng, phải đi xa chị bệnh viện ở bốn. Tức là mổ xong chưa phải là xong. Dạ. Mà phải đi xạ trị nữa hả? Tại sao vậy? Tại nó cho nó hết gần trong này chứ, nghe cái bệnh này nó vô trong phổi rồi vô trong phổi á. Tức là nó đã ăn vào trong phổi rồi. Dạ. Bây giờ có lấy cái khối này đi thì mình vẫn không dứt được cái gốc của nó hả? Không. Mình phải xạ trị. Phải xạ trị những bú tiếp theo nữa. Vài tháng nữa. Bởi em lo sao không có tiền đi nữa. Ôi, bây giờ nè, nghe anh nói nè, tức là bước đầu á, cái việc mà bác sĩ nói là phẫu thuật bỏ khối này đi được á, đó phải là một tin mừng ha. Dạ. Còn cái chuyện mà phải xạ trị á, thì em không phải lo. Bây giờ tâm trạng em á là phải bình tĩnh lại, vui vẻ lên để bước vào cái ca mổ cho nó thuận lợi. Nhận xét thì có đúng không các bạn? Chứ bây giờ được phẫu thuật mà được 100 rồi thì mừng phải không các bạn? Thì mình phẫu thuật xong đi rồi xạ trị, thì nếu mà còn thiếu thì Phú rồi các bạn khác là kêu gọi rồi mọi người chung một tay giúp em, chứ ai có ai bỏ em đâu mà em lo lắng. Bây giờ em phải vui lên đúng không các bạn? Đúng rồi, để chữ đúng này coi cho em Vinh tin tưởng để em Vinh bước vào ca phẫu thuật sáng mai. Sáng mai là mấy giờ? Chưa để mấy giờ nữa, ông mới kêu đi mua đồ à. Mà còn xét nghiệm nội soi. Là bác sĩ bây giờ nói em là chuẩn bị đồ đạc hết. Dạ. Đi để sáng mai. Dạ. Mà là tiến hành. Dạ. Ừ. Ông nói là sáng mai mổ rồi. Hả? Ông nói là sáng mai phải mổ rồi. Sáng mai mổ. Dạ. Bạn có tin là ca phẫu thuật ngày mai một cái cục 4kg như thế này sẽ thành công hay không? Các bạn đoán đi. Nếu mà thành công thì các bạn nghĩ là thành công thì các bạn để chữ thành công coi. Anh tin là. Giờ em tin là cũng là thành công. Thành công. Bao nhiêu cái lời chúc thành công á, là cái sự thật nó càng dễ là xuất hiện à, thấy không? Là gọi là luật hấp dẫn của vũ trụ mà. Anh Vinh vui vẻ nên cầm máy quay kia, ảnh cũng biết luật hấp dẫn. Em biết cái luật hấp dẫn không? Có nghĩa là một người nghĩ ra rồi 1.000 người nghĩ cái ý nghĩ đó thì cái điều đó sẽ xảy ra, hiểu không? Dạ. À, ngay cả em cũng tin là anh cũng tin là thành công, cái thành công ha. Dạ em. Rồi anh cũng tin là sau khi em bỏ được cái khối này mà bác sĩ yêu cầu em phải xạ trị diệt tận gốc cái kia thì anh nghĩ thì nó cũng vẫn thành công thôi. Trước khi bước vào con mổ này mình làm lấy lại cái thế này, mà hát một cái bài để tặng khán giả Độc Lạ Bình Dương đi, để cho nó thoải mái tinh thần, ngày mai bước vào con mổ cho thành công nha. À, ok không? Hát hết nổi. Bây giờ bảo hát hết nổi thì sao phẫu thuật cho ok được. Hát phải nổi thì phẫu thuật mới nổi ông ơi. Hát cái bài vui á nha, hát bài buồn tôi bỏ tôi về đó. Lời nói đầu môi nhớ chắc lời đầu môi, vậy sao đen thôi sao anh giang rồi người ơi, vì sao tình tôi bên trên thanh đã lâu, vì sao anh tôi không hiểu vì sao, dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hộp tan, vậy đâu đánh bên bao nhiêu yêu dấu thời gian, nhìn nữ ngoài hiên nghe tình tôi bao sau chính mình, một ngoài kia anh có quay về, đã không yêu thì thôi
thôi, ta gặp nhau làm chi? Thêm bao nhiêu cái mình tôi, anh ơi tình si. Anh như ánh mặt trên trời hòa hại xa rồi. Cho dù tôi đã có níu kêu giữa tình anh, đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi? Chăm sóc thêm nhau bao... Gặp nhau làm chi? Gặp nhau để chăm sóc nhau. Cái đó là hát tiếng Việt là tiếng không thuận nha các bạn. Cô ấy là người Khmer. Nè, dạ. Coi hát tiếng Khmer thế này nè, giọng cao chót vót như thế này nè, lấy khí thế vô bệnh viện này. Đó, nào. Dạ, ok nè. Dạ, tiếng Khmer này tiếng mạnh của em á. Dạ. Ồ. Dạ, nói chị là hát hay quá. Thôi hết chưa? Hát tiếng Việt mà hay rồi, hát tiếng Khmer mà kiếm cái nào cao cao á cho khán giả biết sức mạnh của em nè. Liền thiết lia chuộc cho hôm nay hà mình đốt bom nổ ôn mơ mình khơi chật bông rứa sai sông bông bồn viên nét mây ôn chôm sai chôm prui chắp tôm nình ôn nâng bông bênh bông nông ôn sông ôn prô sai sông bàn sông sai mong ngon sai cái miên trong rớt miên này đôi phần đầy cái miên sai prea tân bong đa chăn chát chai chóm róm nói vong đà ra mong lôi cái mon cái miên cái này sro nô ôn chữ chồng châm crom kri ao ra chữ chập bớp sa pru ta phliêng khlia knong bê đông rồi hay quá. Phú lên chúc mừng Vinh sau ca đại phẫu. Kính thưa các bạn, Phú đang có mặt bên cạnh Vinh. Và mới đây Vinh đã phẫu thuật thành công. Úi trời ơi, đâu, cái khối u đâu mất tiêu rồi ta. Vinh nè, Vinh cười các bạn, Vinh đang mỉm cười này nè. Tặng em nha. Chúc mừng em làm lại cuộc đời nha. Không cần nói gì hết, gục gục vậy được rồi, anh để hoa đây. Ui trời ơi, mất tiêu cái cục bự rồi các bạn. Đây các bạn nè, giờ các bạn không hình dung được không. Ê, hôm trước nè à, hôm nay nè, hôm trước nè, thấy không, một khối u nặng 4kg đeo bám trên cái khuôn mặt xinh đẹp của Vinh hàng chục năm trời vừa lấy đi. Cảm xúc của anh bây giờ như thế nào anh? Rất là xúc động anh ơi. Em cũng hồi hộp mấy chục tiếng qua rồi, em cũng canh chừng không biết có thành công hay không. Bây giờ ra thấy khỏe rồi, tỉnh táo rồi, cười tươi rồi, được mà nguyên cái khối đó. Bây giờ cái khối đó đâu rồi, anh cắt đâu? Có bác sĩ cắt rồi. Cắt hả? Nghe nói anh định mang về làm kỷ niệm phải không? Không, cho đi theo biển hết đi. Rồi anh đứng bên cạnh giờ anh tí đó. Giờ anh ngồi đây lo quay từ đây qua đó. Kính thưa các bạn, câu chuyện của Vinh hết sức là đặc biệt. Các bạn thấy cô gái nằm kia không? Đó là có một cái giọng hát hết sức là nội lực, hát bằng tiếng Khmer cực kỳ hay. Nhưng mà bị một cái khối u nó chèn lấp hàng chục năm trời, và Phú đã đưa Vinh lên sóng và khán giả đã ủng hộ hỗ trợ cho Vinh là hơn 100 triệu để Vinh phẫu thuật. Bây giờ Phú xem đây giống như là một cái ca phẫu thuật mà có sự tham gia của hàng loạt khán giả độc lạ Bình Dương vậy. Nên là tất cả các bạn đang xem giống như là ca sĩ vậy đó, không là như là bác sĩ vậy đó. Các bạn cũng đã góp phần giúp Vinh đổi mới cuộc đời bước sang một trang mới đó. Sắp tới là Vinh sẽ đi hát hay hơn, làng hơi sẽ không bị chèn ép nữa và sẽ có nguy cơ trở thành một ca sĩ hạng A. mỗi bạn gửi một lời chúc mừng cho Vinh nha các bạn. Và bữa hôm qua là cái tâm trạng anh lúc mà chờ đợi mà suốt mấy chục tiếng đồng hồ như thế nào? Rất là hồi hộp anh ơi, ngồi mà cứ từ 8 giờ mấy ngồi tới mấy 1 giờ mấy em mới đi, chịu hết nổi mới đi ăn cơm. Yeah. Chịu hết nổi cái mấy anh chị cũng điện lại hỏi thăm cứ đi ăn cơm đi, đừng có chờ riết đói lắm. Kêu em nói chứ đi sợ người ta nói điện ta kêu mình á không. Yeah. Nghe tiếng người nhà cứ cứ cũng hồi hộp lắm, chờ hoài tới cũng có mấy anh chị điện lại nói chắc khoảng 9-10 giờ rồi đó mới ra. Thế đợi tới cũng 9-10 giờ mới có ra được.
mới thấy mặt vợ. Cả ngày là không thấy mặt vợ đâu, không biết gì luôn. 8 giờ sáng. 8 giờ sáng, 8, 8 giờ mấy. Đến mấy giờ tối? 9 giờ mấy tối. 8 giờ sáng đến 9 giờ mấy tối, nghĩa là ca phẫu thuật đã trải qua là 12 tiếng. Mà 12 tiếng anh mới thấy bác sĩ ra vô à? Bác sĩ ở đó luôn? Trong đó luôn, không có thấy bác sĩ đâu. Nghĩa là bác sĩ làm việc liên tục trong 12 tiếng đó. Dắt trong vậy á. Các bạn mình cũng không biết, không thấy nữa, không cho mình vô mà. Không cho người nhà vô, chỉ mới đi là đưa đi thôi, rồi thay đồ thay gì xong là mình về rồi đó. Sao sao em? À, Vinh nói sao? Mổ xong có 3 tiếng à nha. À. Mổ 3 tiếng các bạn. À, các bạn thấy không? À, Bình Dương bây giờ là không phải như hồi xưa, các bạn có thể phẫu thuật thành công những cái ca nó vi diệu như vậy các bạn. Trước nữa là một cái ca Độc Lập Bình Dương cũng có hỗ trợ đồng hành với một cái ca mà của bạn Như đó. Nguyên cái cục to cũng tương tự như Vinh, mà giờ bác sĩ Thái Trung tiếp tục phẫu thuật thành công một ca lấy đi khối u 4kg nữa. Thấy chưa các bạn, bây giờ Bình Dương giờ quá ngon các bạn ha, tay nghề của những bác sĩ Bình Dương giờ quá tuyệt vời rồi ha các bạn ha. Chứ không phải là cứ mình phải đi đâu xa, đi ra nước ngoài này kia. Mà nghe nói tham gia phẫu thuật cái ca này là không chỉ có bác sĩ Thái Trung mà còn có những bác sĩ khác từ các nơi về nè không? Dạ dạ, rất nhiều bác sĩ anh. Bao nhiêu? 10 hả? 10 bác sĩ tham gia luôn. Đó, vậy là phải Phú gửi lời cảm ơn 10 bác sĩ trực tiếp tham gia và gửi lời cảm ơn hàng triệu bác sĩ ở trên sóng Độc Lập Bình Dương nữa nha. Mấy bác sĩ đây ở trên Độc Lập Bình Dương là không chỉ gửi tiền đâu mà còn động viên này kia, gọi là bác sĩ tâm thần, áo lọc tinh thần. Xin lỗi các bạn nha, bác sĩ hỗ trợ tinh thần. À, có một điều thú vị đó là ông này á, ông bỏ bà này, ông đi mấy năm trời rồi, bây giờ trong cái giây phút của bà này đứng giữa lằn ranh sinh tử thì ông này ông quay về ông chăm sóc đó. À, mặc dù ông đã đi với bà khác rồi. Tại sao anh lại quay về lúc này vậy? Thì cũng là vợ mình, bây giờ khó khăn rồi, không có ai người thân thì mình quay về mình chăm thôi. Yeah. À, rồi cái người mà đang ở với anh cũng cho phép anh về chăm chị Vinh hả? Có. Chị ấy nghe nói còn gọi điện thoại động viên chị Vinh là giữ vững tinh thần để... Có gọi điện, có nhắn tin nữa. À. Hỏi thăm có mỗi chưa? Dạ. Khỏe chưa? Nói gì? Cũng dạ. Có hỏi. Dạ. Rồi sắp tới chị Vinh đẹp xinh rồi, anh xử lý như thế nào? Giờ ở với ai? Thì ai cũng là vợ có con hết, mình thì nói chung chăm hai bên luôn. Chăm hai bên luôn. Chăm vụ này hơi cực đó nha. Sao? Cho ổng chăm hai bên không? Không cho. Thôi cái chuyện nội bộ ba người tự xử lý nha. Trước tiên là chúc mừng cái đã, rồi cái vụ tính sau. À, anh này thì giờ hiện nay là có hai đứa con với hai người phụ nữ khác nhau đó. Mà ảnh nói thì ảnh xem ai cũng như vợ, cũng là vợ đáng thương hết, nên là chăm hai bên luôn đó. Bây giờ sắp tới là anh có định hướng cho chị Vinh làm công việc gì không? Thì giờ mổ xong rồi dưỡng sức cho khỏe đi, rồi mai mốt có chuyện gì thì làm nhẹ nhẹ thôi. Nói nghe dễ thương á. À, kính thưa các bạn, trước cái ca phẫu thuật này á, Phú rất là khâm phục Vinh nè. Vinh vừa làm ca sĩ nè, vừa làm công nhân nè, rồi bán hàng trên mạng nữa đó. Làm một lúc nhiều việc như vậy để có tiền chăm sóc mẹ ở quê á, đang bệnh, rồi có con gái nhỏ nữa. Còn sắp tới có gì anh phụ vợ với nha. Dạ, chứ dạ. Tiền Mạnh Thường Quân gửi hơn 100 triệu đó thì chỉ đủ cho vợ trải qua ca phẫu thuật này và những ca xạ trị sắp tới nữa. Dạ, ha. Thì dạ. Tiền đó thì Mạnh Thường Quân gửi thì em để dành cho vợ em thôi, chứ em không có lấy gì hết á. À, nghe nói là cái lên chăm thôi chứ em không có lấy tiền bạc gì hết đó. À, tiền là vợ giữ mà đúng không? Dạ, dạ. Anh em... là chỉ là chăm vợ thôi bằng dạ. Bằng cái trái tim yêu thương thôi đúng không? Dạ, chứ em không liên quan đến tiền bạc. Nên các bạn cũng đừng nghi ngờ anh này nha, các bạn không phải nghi ngờ gì hết á. Không phải là có 100 triệu anh ấy quay về đâu, mà là anh lên đây là bằng tình thương. Không có cái vụ đó đâu. Ở đây có cái đường hoa dừa nè. À, bác sĩ hỏi bác sĩ thử là có kiểu như có uống được không? Uống chai kia anh.
À lúc ý là chưa mổ anh Phúc có chị giận đi nhà anh á. Bà nói uống hết một chai rồi ngon quá uống thêm một chai nữa. À vậy hả? Cái bữa lên nhà anh á. À cái chai mặt kho dừa hả? À mặt kho dừa tươi. Có đây là đường. Được. Em dùng lâu được, lấy cái này quà tốt hơn cái đường trắng của mình ha. Số của Độc Lạ Bình Dương số nha. Nơi cất giữ rất là nhiều sản phẩm mang đẳng cấp các bạn ha. Là sản phẩm của người Việt nhưng mà xuất khẩu đi Đức rồi đi Hà Lan. Quá trời luôn, phú trộn những cái sản phẩm chất lượng để gửi đến khán giả. Nếu xài thì cứ nhắn Zalo số này các bạn ha. Ok ok, lần này là quảng cáo sâu luôn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với Phú để khôi phục lại nhan sắc hình hài bình thường xinh đẹp cho những nhân vật trên Độc Lạ Bình Dương. Sắp tới Phú sẽ tiếp tục chọn những cái nhân vật mà đáng hỗ trợ để đưa họ bước sang những cái trang mới trong cuộc đời. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye, chia sẻ livestream này với Phú nha.